Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 24 tháng 12 năm 2022 ạ. Và tối nay cũng là tối Noel thì em xin được chúc tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì có một cái buổi tối thứ bảy và một buổi tối có một cái buổi tối Noel thật là ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Và xin giới thiệu với tất cả các cô chú anh chị và các bạn thì hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp ạ và nhiều những cái dòng hàng lan thuần mà cô chú anh chị sẽ được thưởng thức những bông hoa Tết cũng như là hoa xuân rất là tuyệt vời. Với giá hôm nay thì bên em cũng sẽ bán rất là rẻ. Cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây lan đẹp nhất để thưởng thức hoa xuân hoa Tết cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là hôm nay thì bên chỗ em về được một cái lô gà tròn của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Gà tròn của vùng Cao Bằng hàng cực kỳ là đẹp luôn ạ. Cái gà tròn của vùng Cao Bằng ấy thì thân sẽ gần giống như là gà dẹt nhưng đảm bảo khi mà sổ hoa ấy, thì sẽ là mắt nhung đen và hoa cực kỳ là rực rỡ và rất là sai hoa gà tròn của vùng Cao Bằng đấy ạ. Chắc có lẽ là sau khoảng tầm một nửa tháng nữa thôi thì em nghĩ là những cái cây gà này sẽ bắt đầu là nhú nụ nhá. Với những cái cây gà như vậy thì đảm bảo cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa đẹp nhất ạ. Và hoa gà thì cô chú anh chị biết rồi, đùi gà thì cực kỳ là bền đúng không ạ? Mà cô chú anh chị nào mà đã được ngắm cái mặt bông gà tròn của vùng Cao Bằng rồi ý, thì chắc chắn là sẽ có một cái cảm nhận rằng là hiếm có vùng miền nào mà có những cái bông gà đẹp như cái vùng miền của quê em ạ. Cô chú anh chị thử nếu như chưa từng ngắm có thể sưu tầm hoặc là đã từng lấy rồi ạ thì có thể sưu tầm thêm cô chú anh chị nhé. Và gà tròn của vùng Cao Bằng quê em ạ xin phép được bán với giá là 190.000 cho 1 kg, hàng rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là kiều vuông mỡ gà. Và đây là cũng là kiều vuông mỡ gà của vùng quê em này cô chú anh chị, mà nó sẽ không dài như là những vùng miền khác ạ, nhưng mà đổi lại thì sẽ rất là sai hoa. Đấy. Nhưng mà đổi lại là so với những vùng miền khác thì em thấy là so với những cái cây kiều mỡ gà ở những nơi khác ấy, thì nó không được sai bông như là gà của kiều mỡ gà của vùng quê em. Có lẽ là cái thân nó nhỏ ấy, nên khi cô chú anh chị ghép sẽ được một giò rất là nhiều thân. Chính vì vậy mà khi mà lên giò ấy, thì sẽ được nhiều thân thì nó sẽ có rất là nhiều cần hoa. Nên là cô chú anh chị sẽ có giò lan rất là đẹp. Kiều vuông mỡ gà của vùng quê em với giá em bán là 210.000 cho 1 kg nhé. Và sang bên này đây thì em có cái lô hài mốc hồng này cô chú anh chị này. Hài mốc hồng thì thường là hoa nở thời điểm là bây giờ em thấy là có một số cây mèo. Nhưng mà cũng lác đác thôi, em cũng bán xô thôi cô chú anh chị ạ. Chủ yếu là đấy thì em cứ bán cây giống như vậy nhá. Một lô như vậy này em bán 45.000 cô chú anh chị ạ, hài mốc hồng ạ. Rồi ạ, và tiếp sang bên này đây là những cây giáng hương tam bảo sắc ạ. Một cái dòng lan quốc dân cô chú anh chị nhá. Mà có lẽ bất cứ mỗi ai chơi lan không thể thiếu trong sân vườn đúng không ạ? Bởi vì thứ nhất là hoa dễ thuần, dễ chăm và cực kỳ là thơm. Có thể sánh với cả dòng lan hoàng nhạn luôn ạ. Sau Tết là cô chú anh chị sẽ có được ngắm những cái bông hoa, những cái vòi nụ bắt đầu là nhú ra của cái dòng tam bảo sắc này rồi. Đây cô chú anh chị này, chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi là đến Tết rồi ạ. Với giá em bán là 150.000 cho 1 kg, cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm những cái cây tam bảo sắc cho sân vườn đi ạ. Và sang bên này đây sẽ là hoàng lạp này, những cây bông hoa xuân. Đấy, chuẩn bị sang xuân rồi sẽ rất là nhiều những cái loại lan sẽ chuẩn bị cho hoa đây ạ. Cái hoàng thảo hoàng lạp với thân căng mướt rất là đẹp như vậy em bán là 130.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan trầm tím hàng rừng ạ. Trầm tím hàng rừng cô chú anh chị có thể nhìn cho em này, thân nào thân đấy căng mướt và cực kỳ là đẹp, mà gần như là hàng 100% thân tơ luôn ạ. Em bán cái dòng lan này với giá là 450.000 cho 1 kg nhé. Em sẽ bán từ 0,2 kg đó. Và bên này thì ngoài những cây trầm bên kia là những cây trầm lớn này, thì em có những cây trầm này nó còi hơn, nhỏ hơn, cũng là cùng dòng trầm đấy nhá. Thì cái hàng này thì cô chú anh chị sẽ được rất nhiều luôn. Em cũng vẫn bán với giá chỉ 450.000. Thì tùy cô chú anh chị lựa chọn là muốn ngắm những cái thân trầm lớn hay là sở hữu những thân trầm nhỏ để được nhiều cây giống hơn thì tùy cô chú anh chị ạ.
À, đây ạ, em đang cân thử cái 2,2 kg chầm nhỏ thì được rất là nhiều như thế này này. Đấy, tùy cô chú anh chị lựa chọn thôi. Nói chung là em bán theo kg, bán theo khối lượng đấy ạ. Và bên này đây sẽ là dòng lan báo hỷ này. Cái dòng lan nở vào Tết hoặc là đầu xuân với sắc hoa đỏ hồng rất là đẹp luôn. Cái màu sắc hoa báo hỷ có lẽ cái tên của nó như nở hoa vào đầu năm mới, và như kiểu như là sẽ là một cái loại lan mà chào đón một cái năm mới nhiều niềm vui đến đấy ạ. Cái dòng lan báo hỷ này em bán với giá là 120.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé, với những thân căng mướt đẹp như vậy này. Sang bên này đây sẽ là dòng long tu đá hoa tím ạ. Long tu đá hoa tím chứ không phải là long tu đá hoa trắng nhé. Thân mập nú luôn, hiện tại cây đã bắt đầu sưng mắt nụ như vậy rồi này. Đó, và hoa của cái dòng long tu đá hoa tím ấy nó không phải bé mà hoa sẽ to, cánh sáp bóng và hoa tím đậm rất là đẹp luôn. Đấy thì dòng long tu đá hoa tím này em bán với giá là 160.000 trong 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèn ạ. Hoàng thảo kèn, nói chung là những ai chơi lan ấy thì nếu như chưa được ngắm những cái bông đã chơi lan lâu ấy thì chắc chắn là khi mà chưa được ngắm những cái bông hoa kèn ấy thì khẳng định một điều rằng ai cũng muốn sở hữu những giò kèn cho sân vườn. Những thân kèn hoa rất là sai và sắc hoa tím cực kỳ là đẹp, khuôn bông rất sắc nét luôn, đó dòng lan hoàng thảo kèn nè. Những cây kèn ở đây này, hiện tại cây đã bắt đầu chuẩn bị nhú nụ cô chú anh chị nhé. 100% thân tơ, đảm bảo cô chú anh chị sẽ có những giò kèn rất là đẹp để thưởng thức hoa xuân ạ. Và hoàng thảo kèn em bán với giá là 450.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg luôn đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có lô giáng hương đuôi sóc này. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái lô giáng hương đuôi sóc này rất nhiều luôn. Đấy thì chỗ này chắc cô chú anh chị về làm được một trụ hoặc hai giò đẹp nhé. Em bán với giá chỉ có 45.000 thôi ạ. Sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì cái mùa này hàng đang đi vào cái mùa hoa này là sẽ xuống lá. Cô chú anh chị có thể thấy là cây đang nụ rất là đẹp như thế này này. Đó, nụ cực kỳ là xinh luôn cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc đẹp. Với giá em bán là 180.000 cho 1 kg. Hàng cô chú anh chị không phải bỏ tiền ra để cân lá, cái mùa đang rụng lá là sẽ rất là dôi cân luôn ạ. Dạ, rất là nhiều nụ nhé cô chú anh chị nhé. Tuy nhiên thì nó không phải thân nào cũng có nụ, nó sẽ có cả thân già thân tơ cô chú anh chị, nó sẽ có thân già thân tơ lẫn lộn với nhau đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng đai châu rừng bóc trụ này. Dòng đai châu rừng hay còn gọi là nghinh xuân hay là có tên là ngọc điểm đấy ạ. Ngọc điểm. Đấy, hiện tại thì cây đang nụ này cô chú anh chị này, và cái rễ mới cũng đang bắt đầu là nhú như vậy đấy ạ. Và cái dòng đai châu hay là nghinh xuân ngọc điểm này, 1 kg rơi khoảng tầm 3 cho đến 5 cây với giá chỉ có 220.000 cho 1 kg thôi. Đó, cô chú anh chị sở hữu 2 kg ghép trụ hay trồng chậu đều sẽ có chỉ có hơn 400.000 ạ. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan hoàng thảo vôi ạ. Dạ, cô chú anh chị nhìn cho em những cây hoàng thảo vôi. Về dòng hoàng thảo vôi ấy, thì cái hoa thơm, độ thơm của nó là chỉ đứng sau chùm thôi cô chú anh chị ạ. Chỉ đứng sau chùm thôi nhá. Đấy, thân thì hiện tại là xuống lá, nhìn không được đềm mã. Bởi vì cái thứ nhất là cái thân già của nó sẽ teo tóp. Cái thứ hai ấy, thì cái thân tơ của nó sẽ bong bong như vậy này. Nên là nhìn nó không được đẹp mã. Nhưng mà hoa của nó thì thực sự là sẽ rất là tuyệt vời. Em bán vôi với giá chỉ có 180.000 cho 1 kg thôi nhé. Hàng của ngày hôm nay chỉ 180.000 thôi ạ. Quá là rẻ luôn với cái dòng dòng lan hoàng thảo vôi này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan ngọc thạch ba màu ạ. Dòng lan ngọc thạch ba màu Bắc với thân căng mướt như vậy này, 150.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Dòng ngọc thạch ba màu Bắc ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng điện lan mạc xuân hay còn gọi là mạc quân tử đấy ạ. Cái dòng điện lan mạc xuân hay mạc quân tử, cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi. Nói chung là những người chơi lan lâu thì cái dòng lan này cũng là một cái lựa chọn người ta trồng để mà sưu tầm. Đấy, cái này thì em bán với giá là 90.000 cho 1 kg dòng điện lan mạc xuân nhé. Dạ, bên này thì em có một cái lô hoàng thảo u lồi rất là đẹp luôn đấy ạ. Nụ chi chít luôn cô chú anh chị này. Đó, và cái lô hoàng thảo u lồi này này thì em xin phép được bán với giá là 100.000 cho lô hoàng thảo u lồi này nhá. Những cái thân nó ngắn ngắn vừa vừa mà chi chít là nụ luôn. Còn bên này đây thì em có hai cái lô hoàng thảo môi tua hay là hoàng long vĩ đấy ạ. Mỗi một lô hoàng thảo môi tua hoàng long vĩ này với giá là 50.000. Và bên này em có hai lô đuôi chồn, mỗi một lô em cũng sẽ bán với giá là 50.000 nốt này cô chú anh chị này. Quá là rẻ luôn ạ. Cái mùa tầm ghép. Và bên này sẽ là cái dòng lan Trần Tuấn cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan Trần Tuấn ạ. Hiện tại những cây lan Trần Tuấn này thì bây giờ đang một số cây đã bắt đầu đang nhú nụ này cô chú anh chị này. Đang bắt đầu sưng mắt nụ này. Ở đây là nguyên một rề luôn.
một nguyên một rề Trần Tuấn như vậy này. Thì em bán cái rề này với giá là 160.000 nhá, chú ý chị nhá. Và phần số 2 này cũng là nguyên một rề, thêm một vài nhánh nhỏ ở đây nữa, cũng là 160.000. Và một lô bên này thì rất là nhiều luôn này. Nhưng mà cây nó sẽ nhiều rề nhỏ nhá, chú ý chị nhá. Cũng với giá là 160.000 tùy cô chú ý chị lựa chọn đấy ạ. Và bên này đây thì em có một cái lô cẩm báo, giáng hương cẩm báo. Chỗ này thì chắc về cô chú ý chị phải ghép được 2 giỏ ít nhất ạ. Với giá em bán là 80.000 cho lô cẩm báo này. Và bên này đây cô chú anh chị cùng ngắm cho em ạ, những cây hồ điệp để cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa Tết nhá. Rất là tuyệt vời luôn ạ. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái cây hồ điệp này ạ. Mỗi một cây là sẽ có hai ngồng hoa nhá cô chú anh chị nhá. Một cây là sẽ có hai ngồng hoa, phải nói là bông hoa siêu xinh ạ. Đó, cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Với em cái mặt bông hồ điệp này là một cái mặt bông rất là xinh. Thì một cái chậu hồ điệp như vậy nhá, có hai cần hoa và hiện tại thì có vài bông đang nở và vẫn còn có vài bông chưa nở này. Thì nói chung cái dòng hồ điệp này thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hết hết những ngày Tết luôn ạ. Em bán một cái chậu như vậy với giá là chỉ có 60.000 cho một chậu hồ điệp này thôi nhá. Hồ điệp đang hoa quá là rực rỡ luôn ạ. Ngắm một cái chậu hồ điệp với giá 60.000 mà hai cần hoa như vậy cô chú anh chị thấy là quá là rẻ luôn đúng không ạ? Còn bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp má đào, một chậu như vậy này. Cây quá khỏe đẹp, hàng vườn. Đấy, sẽ có là ba cần hoa với giá em bán là 70.000 nhá. Còn bên này đây sẽ là dòng hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài ạ. À, cây cũng sẽ có hai hoặc là ba cần hoa rất là xinh đẹp như thế này với giá 70.000 cho một giỏ. Và sang bên này đây ạ, là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc với những thân thắt đốt sáng bóng cực kỳ là đẹp luôn như thế này này cô chú anh chị này. Hoàng thảo chuỗi ngọc thì em xin phép được bán với giá là 160.000 cho một chậu nhá. Em có bán hàng kg bên kia là 180.000 ạ. Hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hàng chậu này nếu như cô chú anh chị không muốn tự ghép đấy ạ. Đấy, thì cô chú anh chị cũng sẽ có ngay một cái giỏ lan thuần mà với những cái bông hoa nói là sẽ là đẹp trọn vẹn nhất nhá cô chú anh chị nhá. Những cái giò lan thuần ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái trò giò đen đô xuân mà em nghĩ rằng là những cái mặt bông sẽ cực kỳ là vip để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết này này cô chú anh chị này. Đó, những cái cây đen đô xuân đây ạ, những cái giò đen đô xuân. Em ở đây thì em có cây đen đô xuân mà to như là thân cây mía luôn. Đấy, cây nào cây đấy mập nù ú luôn ạ và hoa chi chít như thế này. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu một cái giò này thôi ạ, để trên bàn thì quá là tuyệt vời rồi, cái độ bền của nó sẽ trên 2 tháng nhé, chú ý chị nhé. Dòng này thì hoa nó không chỉ tím mà còn nó còn tím đỏ nữa, rất là đẹp luôn và có hương thơm nhẹ. Em bán một cái giò như vậy với hai thân ạ, à, em xin phép được bán với giá là 190.000 cho một chậu cô chú ý chị nhé. Còn bên này đây cũng là giò đen đô xuân, à, chắc chắn là cũng sẽ không kém phần xinh đẹp cái mặt bông này này. Đó, nó sẽ không đậm đà như cái mặt bông bên kia nhưng chắc chắn là sẽ cũng rất là xinh đẹp luôn. Thì một cái giò như vậy nó sẽ rơi khoảng tầm 5 thân ạ. À. Em bán với giá là 150.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hàng này thì sẽ thân ngắn hơn và mầm gốc đang lên rất là khỏe đấy ạ. 150.000 cho một giò đen đô xuân này. Và sang bên này đây sẽ là những cái giò lan trầm rồng đỏ. Những cái giò lan trầm rồng đỏ phải nói là cực kỳ là rẻ luôn ạ. À. Những giò lan trầm rồng đỏ hiện tại đang chuẩn bị sưng những cái nứt mắt nụ để chuẩn bị cho hoa đấy ạ. À. Một chậu trầm rồng đỏ như thế này sẽ rơi khoảng tầm ít nhất là 3 thân và chiều cao nó khoảng tầm chậu 3 thân nhá, chiều cao khoảng tầm 40 cm trở lên cho một chậu. Đấy, đang chuẩn bị nứt những cái mắt nụ rất là đẹp luôn ạ. À. Em bán với giá chỉ có 100.000 cho một giò trầm rồng đỏ này thôi cô chú anh chị nhá. Hàng bây giờ đang bắt đầu là xuống lá hết rồi này cô chú anh chị này. Bắt đầu xuống lá hết rồi đấy ạ. Đã xuống lá hết và đã bắt đầu là chuẩn bị nứt những cái mắt nụ rất là đẹp rồi. 100.000 sở hữu một cái giò trầm rồng đỏ. Em nghĩ rằng là mặt bông trầm rồng đỏ trước đây ấy thì cô chú anh chị biết rồi, khoảng tầm 300.000 cho một tân thì cô chú anh chị biết rằng là mà người ta vẫn đua nhau sưu tầm thì cô chú anh chị sở hữu thì cô chú anh chị biết cái vẻ đẹp của nó như thế nào rồi đúng không ạ? Mà bây giờ ạ, một chậu trầm rồng đỏ đẹp như thế này, đó, đang chuẩn bị nứt nụ đấy ạ. Với giá chỉ có 100.000 cho một giò 3 thân thì cô chú anh chị thấy là nó quá là rẻ đúng không ạ? Và sang bên này đây thì hôm nay em có một cái loại địa lan sato. Những cái cây địa lan sato màu đỏ rượu vang cô chú anh chị nhá. Cái hoa này thì chắc chắn sẽ là đỏ cực kỳ là đậm đà cho cô chú anh chị này. Đấy cô chú anh chị nhìn cái vòi nụ của nó nhá. Cái dòng màu đỏ rượu vang cho cô chú anh chị nào thích cái màu đỏ trong những ngày Tết đấy ạ. Và một cái chậu sato như vậy ạ, có 3 cần hoa nhá. 3 cần hoa thì em xin phép được bán với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Chỉ có 280.000 cho một giò thôi. 280.000 cho một cái giò điện lan sato đỏ rượu vang với 3 cần hoa cho một chậu.
đảm bảo hoa Tết đẹp lung linh. Cô chú anh chị có thể làm quà tặng, quà biếu. Mặt bông đỏ này thì nói chung là nhiều người rất là thích, bởi vì là những cái ngày Tết mà, nên là nhiều người cũng thích màu đỏ, cô chú anh chị ạ. Và tiếp sang bên này đây ạ, thì em có cái dòng lan, những cái cây lan hương quý phi, cô chú anh chị này. Hương quý phi nói chung là nó không đẹp rực rỡ như là cái cây sato của màu đỏ rượu vang ạ, nhưng mà nó lại có vẻ đẹp nhẹ nhàng, rất là quyến rũ nhá. Cái dòng hương quý phi này này, những cái vòi hoa vươn cao và màu xanh cốm rất là đẹp luôn, đẹp một cách nhẹ nhàng và rất là thanh khiết luôn ạ. Một cái chậu hương quý phi như thế này này cũng là hàng đảm bảo hoa Tết chuẩn đẹp, thì ít nhất là rơi vào 5 cần hoa chi chít nụ hoa đẹp như thế này. Đấy, phải nói là chơi hoa Tết cực kỳ là VIP luôn. Với giá em bán chỉ có 300 nghìn cho một chậu hương quý phi này. Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan bạch long băng thác hay là bạch ngọc thiên hương đấy ạ. Những cái cây lan bạch ngọc thiên hương, cái dòng hoa trắng rủ rất là đẹp đây ạ. Một cái chậu như thế này cô chú anh chị nhìn cho em sẽ rơi vào ít nhất là 6 cần hoa. Khi mà những cây lan này này, hoa nó sẽ là dòng hoa rủ cô chú anh chị nhé. Tất cả khi mà nó sổ hoa nó sẽ rủ, và độ bền của nó là sẽ trên 2 tháng, thoải mái cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết tuyệt vời. Em bán với giá là 300 nghìn trong cái chậu bạch ngọc liên hương này nhá. Và bên này thì em có hai lô bạch ngọc đuôi công nhá. Nói chung là bây giờ hiện tại thì em thấy là có cây đang bắt đầu nhú nụ, cái dòng lan bạch ngọc, địa lan bạch ngọc đuôi công ạ. Và lô này em gọi là lô số 1, em bán với giá là 130 nghìn. Lô số 2 là 70 nghìn cô chú anh chị nhá. Và cả hai lô thì em thấy là đều đang có những cái thân có nụ luôn đấy ạ. Và ở đây sẽ là những cây lan vũ nữ, thì cô chú anh chị sẽ có thể yêu thích cái dòng vũ nữ, có thể sưu tầm. Đây là cái dòng lan vũ nữ hoa anh đào với giá là 140.000 cho một chậu vũ nữ hoa anh đào. Còn đây sẽ là cái dòng lan tiểu thần tiên, hoa cực kỳ là bền. Những cái dòng vũ nữ này nó sẽ cho hoa quanh năm. Hiện tại thì cây đang nở hoa rất là đẹp như thế này này. Cái mùi hương thơm ngọt ngào tuyệt vời luôn, với giá em bán là 150.000 cho một cái chậu vũ nữ hoa anh đào vũ nữ tiểu thần tiên này cô chú anh chị nhé. Còn bên này đây sẽ là dòng lan ngọc nữ ạ. Cái dòng lan ngọc nữ hàng của ngày hôm nay em bán với giá là 140.000 cho một chậu nhé. Và nó sẽ có đang có nụ đấy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cây lan rất là đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Hàng hoa chuẩn Tết, chuẩn hoa xuân, để cô chú anh chị có thể thưởng thức những bông hoa đẹp nhé. Với giá cực kỳ là rẻ luôn. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị này. Trước tiên là những cái giò lan hoàng thảo trúc Phật Bà cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan mà ngay từ cái thân của nó đã tỏa ra cái mùi hương thơm ngai ngái rất là tuyệt vời rồi đấy ạ. Cái giò hoàng thảo trúc Phật Bà hàng này gần như là toàn bộ đều là thân tơ. Cái giá hàng rừng thì phải nói là cực kỳ là đắt đỏ cô chú anh chị ạ. Bây giờ cô chú anh chị thử sưu tầm hàng rừng xem. 500 nghìn khoảng tầm 1-2 thân tơ thôi cô chú anh chị ạ. Toàn kèm theo rất nhiều thân già. Đó nên là em cũng không dám lấy về bán. Cô chú anh chị nào mà muốn sưu tầm những cái giò này đó, để thưởng thức hoa thì em bán với giá cái giò này chỉ có 220 nghìn thôi nhá. Là giò số 1 đi ạ. Giò số 2 này. Giò số 2 này em cũng bán với giá là 220 nghìn này. Em còn 3 giò nữa, em bán nốt nhé cô chú anh chị nhé. Giò tiếp theo, giò số 3 với giá là 230.000. Hết cái lô này chắc là sẽ không có trúc Phật Bà trong năm nay nữa đâu ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 4, là cái đai châu. Thì đai châu em có bán hàng cân bên kia ạ. Thì lúc nãy em báo rồi ạ, với giá chỉ có bao nhiêu ạ? 220.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Hàng đảm bảo đẹp cho cô chú anh chị như vậy ạ. Hoặc cô chú anh chị nào kỹ tính hơn chọn theo hình này cho em này. Hình này em gọi là hình số 4, hai cây châu to này với giá em bán là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 5. Cái hình này có đến 4 cây luôn ạ. 4 cây châu luôn mà đang nụ nhá. Em bán với giá là 140.000. Và hình tiếp theo, hình số 6 với giá em bán là 150.000 cho hình số 6 này này. Đó, 150.000 cho hình số 6, 3 cây. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 7. 120.000 cho hình đai châu này có 3 cây. Vì cô chú anh chị làm một chậu cực kỳ là đẹp mà có 120.000 thôi, quá rẻ đúng không ạ? Hình tiếp theo sẽ là hình số 8, 140.000 cho hình này là 3 cây to nhé chú anh chị nhé. Bên này đây sẽ là dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. 5 cánh trắng họng hồng ạ, mà có lẽ là bất cứ một ai, những người chơi lan sành sỏi nhất rồi ạ. Những người chơi lan rất là lâu năm thì đây vẫn là những cái bông lan mà người ta vẫn muốn thưởng thức và sưu tầm đấy ạ. Những cây năm cánh trắng đang nụ rất là đẹp như thế này, đang chi chít là nụ luôn, với năm cánh trắng và hoa cực kỳ là thơm, họng hồng rất là tuyệt vời luôn ạ. Và chậu năm cánh trắng họng hồng này thì em xin phép được bán với giá chỉ bao nhiêu ạ? Chậu này là gọi là chậu số 9, chỉ có 140.000 thôi nhá. Và chậu số 10 này chi cũng chi chít là nụ như vậy đấy ạ. Hàng chuẩn, mặt bông xanh lét luôn như vậy này, nụ xanh lét như vậy này. Thì cái giò này em bán với giá là 100
40.000, cũng là 140.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 11, cái giò này em cũng bán là 140.000, năm cánh trắng họng hồng này này. Đó, và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12. Chậu số 12 này cũng là 140.000 nhá. Và chậu số 13 cũng là 100, chậu này em bán là 130.000, nhiều thân nhưng ngắn hơn một chút. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 14. Hình số 14 em bán cái chậu này với giá cũng là 130.000 này. Và bên này đây sẽ là hình số 5, là những cái chậu trầm cổ hay còn gọi là trầm than củi. Cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi, những cái thân trầm cổ trước đây phải nói là siêu siêu là những cái lựa chọn hàng đầu của những người chơi lan về cái độ muốn sưu tầm và sở hữu. Ngay từ cái thân của nó đã không thể lẫn vào đâu, nó sẽ xoắn đỏ rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Và hoa của nó thì cực kỳ là đỏ đậm luôn, sai hoa. Và thân thủ đẹp cô chú anh chị ạ. Khi cô chú anh chị trồng đạt nó có thể dài khoảng tầm mét rưỡi mà thân có thể to như cái ngón tay cái luôn ạ. Dạ, hiện tại thì một cái chậu như thế này, cái chậu này em gọi là chậu số 10 15 nhá, với giá chỉ có 130.000 thôi. Chậu 16 cũng chỉ 130.000 ạ. Và chậu số 17 sẽ là 120.000 đây cô chú anh chị này. Đấy, thân này rất là to và thêm một thân ngắn nữa. Và bên này đây sẽ là một cái giày gà dẹt cực kỳ là đẹp đấy ạ. Cái giày gà dẹt này thì em bán với giá là 420.000 cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị sẽ có một cái tác phẩm tuyệt vời thưởng thức hoa xuân đấy ạ. Còn sang bên này đây thì em có đây. Đây là những cái giò lan phụng bào lá biên cô chú anh chị ạ, những cây phụng bào lá biên. Đáng tiếc là cây phụng bào lá biên này thì cái lô hàng về nó không có được nụ đẹp như ý, nụ đẹp như ý cô chú anh chị ạ, nó ít nụ quá và nụ nó không được đẹp như ý, nên là những cây này chủ yếu là em sẽ bán hàng giống nhá. Và một cái chậu phụng bào lá biên như vậy em bán với giá là 120.000. Riêng hàng này cô chú anh chị chỉ cần ngắm thân lá thôi cũng đã đẹp rồi ạ. Trồng một cô chú anh chị có thể lấy về trồng, thứ nhất là thử nghiệm này, cây lan này về chỗ mình có phù hợp hay không ạ. Đấy, cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhá. Cái thứ hai là cũng là một cái dòng lan mà có mặt bông rất là đẹp, nó không không chỉ biên lá mà nó còn biên hoa luôn đấy ạ. Đó, có 120.000 cho một giò mà trước đây em bán là 190 đúng không ạ, thì hiện tại là còn 120. Và bên này đây sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng quê em cô chú anh chị nhé. Cái món đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là món lạp sườn ạ. Cô chú anh chị nào mà đã từng ăn lạp sườn rồi thì cô chú anh chị nhìn cái lạp sườn này thì biết ngay. Cái này thì hun bằng cái bã của cây mía cô chú anh chị nhé, nên nó vẫn rất là vàng và cực kỳ là thơm ngon luôn. Đây là cái lạp sườn mà tự nhà em làm thủ công nhé chú anh chị nhé, mà bằng cái lợn sạch và ngon nhất đấy ạ. 1 kg lạp sườn này em bán với giá 250.000. Đó, 250.000 đảm bảo về cái chất lượng, đã hút chân không này. Cô chú anh chị lấy một túi nửa kg sẽ là 130, còn nếu như lấy cả kg sẽ là 250 cô chú anh chị nhé. Và sang bên này đây ạ, thì em có cái măng, đây là sẽ là nấm hương rừng với giá em bán là 140.000 cho một túi này, nửa kg. Và măng mầm này em bán với giá là măng mầm khô nhé, đảm bảo cô chú anh chị thưởng thức một lần sẽ không bao giờ quên ạ, sẽ có lần thứ hai nhé. Với giá em bán là 200.000 cho một túi 1 kg. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Chuối hột khô một túi là 1 kg với giá là 100.000, và dễ mũ tần với giá 120, nấm ngọc cẩu với giá 150 nhé. Tầm gửi cây chanh em bán 220 và hoàng tinh em bán 200 đấy ạ. Sang bên này đây thì em cũng những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan nhé. Vỏ thông ạ, đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg. Rêu rừng 50.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg. Và Atomic là 10.000 trong một gói này, duy xanh 50.000 và hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 50.000 trong một cặp ạ. Và cái Super 2 hormone tăng trưởng với giá 5.000 cho một lọ nhé. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ này. Và cát tan đặc trị thối nhũn với giá là em bán là 40.000 cho một lọ. Thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một lọ. Kim Kim Bun ạ, cũng là dòng đặc trị thối nhũn với giá 25.000 cho một gói. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm giá 50.000 cho một gói. Và phân một túi hộp này là 1 kg em bán với giá là
130.000 nhá. Ngoài ra thì em vẫn có cái phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương, em bán vẫn dưới giá là 130.000. Hôm nay thì hết hàng em không mang ra nhá. Còn bên này à không phải hết hàng mà là em quên không không nhớ mang ra đấy ạ. Còn bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này, 100% được chiết xuất những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời luôn, như là diệt khuẩn này, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị có những cái cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn, mà giảm đau rất là hiệu quả nhá cô chú anh chị nhá. Đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên nên là cô chú anh chị yên tâm về cái độ lành tính của nó, nó có rất là nhiều những cái tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe này. À đây ạ, bên này thì em vẫn có dòng Hải Âu cô chú anh chị nhá. Dòng Hải Âu hôm nay thì em xin phép được bán với giá là 100.000 trong 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, tức là 20.000. Cô chú anh chị có thể sở hữu những cây sải Hải Âu về để trồng thử và sưu tầm đấy ạ, 20.000 cho 200 g Hải Âu. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng mà hôm nay bên em đang có. Cảm